cửa hàng âm thanh Nghĩa Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Nghĩa Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2023, cô chủ shop sẽ test nhanh chiếc đài sáp 3 số 7 mang mã số 142 này vừa về trong buổi tối ngày hôm qua cho vị khách hàng đã chốt đơn bên cửa hàng âm thanh Nghĩa Hạnh. Vâng, và thời điểm này thì cũng đã là sắp đến giờ xe chạy rồi. 11:48, chắc là hơn 12:00 một chút thì xe sẽ chạy lên, cô chủ shop sẽ test nhanh để trước khi đóng gói vận chuyển sản phẩm cho các khách hàng có địa chỉ tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã chốt chiếc đài mang mã số 142 vừa về trong buổi tối ngày hôm qua. Vâng, với độ đẹp của chiếc đài này thì cô chủ shop báo trên kênh là rất đẹp, nó mới đến 98% độ đẹp. Và giá trị của sản phẩm thì bác khách hàng cũng đã chuyển khoản hết số tiền của chiếc đài này cho cô chủ shop rồi. Vậy qua clip này cô chủ shop sẽ test phần cửa băng số 1, cửa băng số 2 cho quý vị và các bạn cùng nghe và thưởng thức chất âm của chiếc đài sáp 3 số 7 này nhé. Vâng, đây là chiếc đài sáp 3 số 7 mang mã số 142. Do ánh sáng điện ở bên ngoài thì nó bị lóa và nó có bị mờ. Cô chủ shop sẽ đóng cửa xuống và test để quý vị và các bạn có thể một lần nữa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sản phẩm trước khi sản phẩm này được rời khỏi cửa hàng nhé. Vâng, một lần nữa thì cô chủ shop sẽ quay góc cạnh của chiếc đài sáp 3 số 7 này. Tất cả thì vuông thành sắc cạnh và rất rất đẹp, rất rất mới luôn. Đấy. Bên cửa hàng thì vẫn còn hai chiếc nữa, một chiếc có thùng xốp và một chiếc không, xin lỗi, hai chiếc đều có thùng xốp, một chiếc có cả xốp trên xốp dưới là chiếc bên trên kia. Chiếc này thì là có xốp đáy ạ. Vâng, đây cô chủ xốp thì đang test ở phần cửa băng số 2 nhé. Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang và trăng mầm non mùa xuân. Cô chủ shop đang test ở cửa băng số 2 ạ. Phải trăng nụ hoa mùa các xuân nhìn thấy đây, đường công tơ mét cũng vẫn hoạt động hoàn hảo. Phải trăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Sẽ test phần cửa băng số 1 cho quý vị và các bạn nhé. Mênh mông nỗi nhớ yếu đuối, giờ đây em biết kiếm anh nơi
đêm nỗi nhớ trong em kêu gào, ngồi ôm trên đắng nghẹn ngào vì yêu nước mắt rớt rào. Xa xăm trôi vơi, lòng tan ba đi tìm chút lấy nỗi buồn. Con tim này tôi đành ôm hết thương đau, yêu anh ta đi tìm trên khắp nẻo đường, nhưng sao ta vẫn buồn, buồn càng buồn. Sẽ test phần radio nhé. Đồng một lượng bán ra 67. Đây gió sóng đi ở đây. Thì vừa rồi đã kết thúc chuyên mục VOV2 sóng mở hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Kết thúc video sớm tại đây để gửi hàng cho bác khách hàng có địa chỉ tại phường Vĩnh Tuy, quận 2 Bà Trưng, Hà Nội, chiếc đài sáp 307 mang mã số 142 này. Vâng vậy, cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những vị khách hàng đã luôn quan tâm và đồng hành cùng cửa hàng Âm Thanh Nghĩa Hạnh trong suốt thời gian vừa qua. Vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo ạ.